bộ phim Hồng Hy Quang. Biên kịch Nguyễn Kế Chí, giám chế Trần Vũ Siêu, cố vấn võ thuật Chân Tử Đan, đạo diễn Trần Mộ Thắng. Với sự tham gia của các diễn viên Chân Tử Đan trong vai Hồng Hy Quang, Đặng Hào Quang trong vai Giang Cẩm Luân, Trần Chí Cường trong vai Cao Tiến Trung, Thái Hiểu Nghi trong vai Nghiêm Dịnh Xuân, Trương Giao Huy trong vai Phương Thế Ngọc, Tư Mã Hoa Long trong vai Phương Đức, Trần Tĩnh Doãn trong vai Miêu Thúy Hoa, Lương Cẩm Sân trong vai Nghiêm Đam, Ngô Nghị Tướng trong vai Tam Đức Hòa Thượng, Hàn Nghĩa Sinh trong vai Tam Giới Hòa Thượng, Dĩ Liệt trong vai Phùng Đạo Đức, La Liệt trong vai Hà Tác Đa, Lý Đạo Hồng trong vai Mục Lý Bố, Trần Kỳ Minh trong vai Đông Mẫn, Lương Nhật Hào trong vai Đồng Thiên Cân, Huỳnh Doãn Tài trong vai Càn Long, Trương Tranh trong vai Chí Thiện Thiền Sư cùng một số diễn viên khác. Xích Long, đầu của ngươi đã lên tới 5 vạn lượng rồi. Sai. Sau khi giết ngươi, ngày mai sẽ lên giá 10 vạn lượng. Hình như là ngươi không hiểu gì về kẻ thù của mình. Mấy tên tăng nhân Tây La Sơn, Lạc Ma Miếu, Phò Thanh Diệt Minh giết đồng bào ta máu chảy thành sông, sao ta không hiểu các ngươi chứ? Hay, không hổ chỉ là tổng đà chủ Xích Diệt Quyệt Hội, giết! Đại thủ ấn nói không sai. Cầm nã thủ. Đúng vậy. Bản thân phục minh. Tập 1. Bắt bản tặc Xích Long về quy án. Tổng đại chủ Xích Nhật Quyệt Hội, ai bắt được hưởng ngàn vạn lượng, ai biết mà không báo bị tru di cử tập. Phải rồi. À, phải đó, phải đó. Sự cao lắm đó. Đúng là đại anh hùng của chúng ta. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Trời thấy không, đã nói rồi mà. Tốt phải rồi. Chính xác là như vậy đó. Đúng rồi, đại anh hùng của chúng ta mà. Đúng rồi. Đá đi, đá đi, đá đi, đá đi, đá đi, đá đi, cắn nó đi rồi, mở lên, cắn đi, đá đi, đá đi, đá đi, cắn nó sao vậy? Cắn nó đi, ui, chạy đi, tên nào chạy rồi, mất khứ quá. Đi đâu vậy? Thua rồi không chung tiền hả? Bị điên hả? Giấy của ta là giấy siêu cấp. Ờ, giấy người là giấy thường thôi. Cắn nó đi, cắn nó đi. Trời ơi, 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 Ê, huynh đệ à, diễn quà chi quý, tôi đánh nhau nữa. Hắn làm chết giấy của tôi, còn bắt tôi đền tiền nữa, tôi không có tiền, hắn quay qua đánh tôi á. Người đánh trước còn vu oan cho ta nữa, tiền tháng trước người vẫn chưa trả cho ta đó. Tháng trước hả, tháng trước ta về quê, đấu cực với ngươi đâu, ngươi đừng nói bậy nha. Nói bậy bả của mày, đừng nói bậy nha. Làm sao đi, nói bậy nữa. Được rồi, được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa.
Ủa, này rõ ràng là của Dương. Huynh đệ à, nên dĩ hòa chi quý, đừng có đồng thủ nha. Quyết định vậy ha. Chỉ giỡn thôi mà. Đây đây, đứng lại đó. Đứng lại, không được chạy. Đứng lại. Đứng lại. Mau đứng lại cho ta. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Người Mãn 10 đồng, người Hán 5 đồng. Đợi chút nha, đợi chút nha. Ok, vô nha, nhìn đi. Nhanh lên đi, nhanh lên. Rồi, từ từ. Rồi trả tiền ha. Rồi, đi đi. Sao vậy? Nè, đợi lát đi. Tôi phải qua đúng không? Ồ, từ từ thôi, cẩn thận gì vậy? Từ từ, từ từ. Được rồi, qua được rồi. Phải đó. Đúng rồi. Rồi, rồi, rồi. Nè, cẩn thận chút. Có chuyện đó. Nè, con heo và bốn người của bọn ta nặng cả ngàn cân đó. Ngươi có chịu nổi không vậy? Được. Nè, tiền nè. Rồi, qua cầu đi. Cẩn thận nha. Ê, cẩn thận nha. Câu chuyện từ từ, từ từ. Cẩn thận. Từ từ, từ từ. Sức quỳnh mạnh lắm. Kiếm cường thôi. Tại hạ là Hồng Hiên Quang, kết giao bạn bè nha. Vô vị. Trả tiền lại cho ngươi. Nhanh lên, nhanh lên. Đi nhanh lên đi, nhanh lên, nhanh lên đi, nhanh lên. Ghé mua nha, ghé mua nha. Nè, quài mới ngon lắm ạ. Phúc quá. Mới mang ra đó. Cậu là Hiên Quang nè. Hiên Quang thiếu gia. Tôi tới đây để đón cậu đó. Cái này bán sao đây? Trời ơi, cẩn thận nghe có chuyện. Làm gì vậy? Đồng Tiêu Cân, ngươi làm gì vậy? Cậu bị gãy. Tôi làm vậy để giúp người dân đi qua thôi. Ngươi tới đất Mãn Thành Tà Kiếm Ăn, ngươi có xin phép bọn ta chưa? Phải đó. Mau cút đi. Đi. Phúc Bá, mới đó đã 8 năm, thời gian trôi nhanh thiệt à. Đúng đó, thời gian nhanh quá. Đúng vậy. Cư Bá à, có nhận ra tôi không? Đã lâu rồi không gặp. Cậu là ai vậy? Tôi là Hồng Hiên Quang nè. Tôi không rảnh, đừng cản trở tôi buôn bán. Cậu Nhi. Hả? Ê, cậu Nhi, chắc cậu không quên tôi đâu ha. Lúc nhỏ tôi hay lên núi bắn chim với cậu đó, Hồng Hiên Quang nè. Hồng Hiên Quang nè. Đó là chuyện hồi nhỏ. Ngươi chính là người Hán. Bây giờ... bây giờ tôi cũng là người Hán. Người Hán làm việc cho người Mãn như ngươi, chúng tôi không có dám trèo cao đâu. Thiếu gia, chúng ta đi về thôi. Đi thôi, đi thôi. Hán cũ. Hồng Môn lịch đại tổ tiên. A Di Đà Phật, xin ông bà tổ tiên phù hộ. Tạo ra anh tài. Phu nhân à, thiếu gia về rồi. Thiếu gia kìa. Tiểu Quan. Tiểu Quan à. Tiểu Quan. Ê, chắc ba người là con của Phúc Bá rồi. Đúng vậy. Sao rồi, thấy con sao? Tiểu Quan à, mẹ nhớ con quá. Mẹ coi mẹ kìa, mẹ vẫn hay khóc như xưa. Mẹ khóc như vậy xấu lắm luôn đó. Đến đi, chẳng phải con đã về rồi sao? Con hồi quá à, con vào trong tắm đi. Vậy được rồi, con đi tắm trước nha.
mẹ sẽ không ăn, không tắm, không ngủ. Ê, nè, 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 thôi, 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 được rồi, trời ơi, mẹ à, được rồi, con sợ mẹ quá, đi, con đi, được chưa? Mẹ ra ngoài trước đi. Thành. Trước mặt mọi người, cô nhường cho một chiêu. Cho. Hay quá. Hay lắm. Nhìn kìa. Ồ, hay lắm. Cô phù giỏi quá. Hồng Tổng giáo đầu thật là tài giỏi. Con chúc cha phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Con cũng chúc cho mẹ luôn luôn vui vẻ, dạy con hòa ái dễ gần. Tiểu Quang. Dạ. Chúc thọ cha thì phải tươi cười. Con có cười mà. Nói lại lần nữa đi. Chúc cha phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Tiểu Quang. Tôi kệ nó, không cần miễn cưỡng. Ta lì xì cho con, bây giờ khôn lớn rồi, sau này phải nghe lời đó. Đa tạ cha. Như vậy được chứ mẹ? Mẹ thấy con nghe lời chưa? Ý, phải rồi. Sao đại thọ 50 của cha không đã tiệc vậy? Một là cha con không thích phô trương. Hai là sư phụ con mất nên cha con không muốn làm. Sư đệ vẫn còn trẻ tuổi, không ngờ lại qua đời sớm như vậy. Thật là đáng tiếc. Hi Quang, sau này con có dự tính gì không? Có. Cha, con dự tính mở một căn. Lão gia, Sách Đô Thống muốn gặp ông đó. Sách đại nhân, mời. Hồng Tổng giáo đồ, Hà tướng quân mời ông tới phủ, có chuyện quan trọng cần bàn. Hà tướng quân còn dặn chuyện có liên quan tới Hồng phu nhân,
cùng với Hồng công tử. Xin mời mọi người đi cùng ta. Tham kiến Hà tướng quân, Hồng tổng giáo đầu đã tới. Tham kiến Hà tướng quân, đột nhiên triệu kiến thì chứ không biết có chuyện gì không? Đình Nam, chuyện này vô cùng quan trọng, nhất định phải mời cả nhà huynh. Mọi người theo ta. Cung kính chúc tổng giáo đầu, quy trấn tứ phương, hổ uy trường tồn. Hà tướng quân, không cần nhiều lời, cứ để trong lòng được rồi. Đúng, lời cứ để trong lòng. Hiền quan, mà bái kiến Hà tướng quân đi. Tham kiến Hà tướng quân. Hiền quan, 8 năm không gặp đã cao lớn như vậy. Tẩu phu nhân, Hiền quan tuổi trẻ tài cao, tương lai nhất định sẽ làm chuyện lớn. Hà tướng quân, ngài đã quá khen rồi. Tẩu phu nhân, ta không tùy tiện khen người ta, sau này Hiền quan nhất định hơn người. Dạ. Hồng tổng giáo đầu, Hồng phu nhân. Con người này nữa. Hi Quang. A Mẫn, Đình Nam, chúng ta nhập tiệc đi. Mời. Yến Trung đâu, sao không thấy đâu vậy? Quỳnh ấy nói buôn bán bận rộn, hôm nay sẽ không tới. Chắc được. Chắc để ấy không biết Quỳnh trở về. À, các vị đồng liêu, chúng ta kính Hồng tổng giáo đầu một chung. Đa tạ các vị. Cảm. Đình Nam, ta có thứ này tặng cho huynh. Giải khách mãn đường chúc vĩnh thọ. Câu đối này là tặng cho huynh, dễ sao do huynh viết. Được. Chuyên hộ minh thâm ân. Hay lắm, hay lắm. Đã chê cười. Chúng này chúc mọi người mãn hán một nhà. Cạn. Hay cho câu mãn hán một nhà. Hà tướng quân, ông cùng người Hán mãn hán một nhà, nhưng với người mãn là tôi đây, có phải mãn hán một nhà hay không? Thạc công tử, tôi không hiểu ý của cậu muốn nói gì. Không hiểu sao? Hà tướng quân ông hiểu mà. Hôm nay ông chúc thọ cho Hồng tổng giáo đầu, thông báo cho nhiều người, nhưng lại không thông báo cho một dương phủ. Ông làm vậy là có ý gì? Tôi sợ một đại nhân không nể mặt sẽ không vui thôi. Tôi cảm thấy ông luôn hiểu lầm chúng tôi. Chúng tôi giống với người cao ngạo hống hách như vậy hay không? Hôm nay tôi không mời mà tới mừng thọ Hồng tổng giáo đầu, sao lại nói không nể mặt chứ? Người đâu? Dạ. Tặng quà đi. Hồng tổng giáo đầu. Đa tạ thạc công tử. Miệng đi. A Mẫn, hôm nay ta tìm cớ tới đây gặp muội. Muội coi ta có tốt với muội không? Thật thật. Hồng Hy Quang. Hồng Hy Quang, tính ra đã 8 năm chúng ta không gặp rồi. Ngươi còn nhớ vết thẹo này chứ? Là lúc nhỏ đánh nhau ngươi đã cho ta. Suốt đời này ta cũng không quên. Đúng rồi, nghe nói là ngươi đã bái sư để học nghệ, võ công nhất định rất lợi hại. Có muốn so tài chút không? Không cần. Hôm nay thì ta không thích đánh nhau. Phải rồi, ngươi học nhiều võ công như vậy để làm cái gì? Mở võ quán. Mở võ quán. Chà, con mở võ quán chỉ dạy người Hán, không dạy người Mãn. Cha đừng lo, con sẽ giành chén cơm của người ta. Ta mặc kệ con dạy ai, tóm lại là không được.
Mẹ nói dùm con một câu công bằng đi. Con chỉ muốn phát dương quang đại võ công mà sư phụ đã dạy cho con. Làm vậy có gì không đúng chứ? Con có tư cách làm sư phụ người ta sao? Đường đường là thuộc hạ tổng giáo đầu của Hà tướng quân, trú phòng lưỡng quảng, còn không đánh lại con nữa. Vẫn chưa đủ tư cách sao? Không biết trời cao đất dày. Con không sao. Con có chi khí. Người Hán của chúng ta đông hơn người Mãn. Vậy mà chúng ta bị chiếm đoạt Giang Sơn, cưỡi lên đầu của chúng ta. Làm người Hán chúng ta không ngóc đầu lên được. Cha có biết tại sao không? Mẹ có biết tại sao không? Con ạ. Bởi vì có một bộ phận người Hán không có chi khí. Và những người không có khí phách. Tiểu Quang, con vẫn còn nhỏ, có rất nhiều chuyện con không hiểu hết. Cha con không cho con mở võ quán là muốn tốt cho con. Muốn tốt cho con hả? Muốn tốt cho con sẽ không đuổi con ra khỏi nhà lúc con 14 tuổi rồi. Đã 8 năm rồi, cuộc sống không có cha mẹ bên cạnh thế nào cha có biết không hả? Nếu như cha thực sự muốn tốt cho con thì cha không nên làm việc cho triều đình. 8 năm trước khi con đi trên phố thì nhìn con như thế nào? Họ thấy con y như là gặp ma vậy đó. Nhìn thấy con, họ liền tránh xa con ra. 8 năm sau con về vẫn y như vậy. Cha biết vì sao không? Chính bởi vì cha làm việc cho triều đình đó. Tiểu Quang, con không được hỗn xược, con sai rồi, đang nói tầm bậy. Con không nói. Tóm lại ta không cho con mở võ quán. Con không cần cha giúp. Tiến Trung sẽ giúp cho con. Quỳnh Anh nhất định sẽ ủng hộ con. Chào thiếu gia, đây chính là loài chim tương tư đó, thật sự rất hiếm có, chỉ có một con thôi. Cao lão gia tìm rất lâu rồi cũng không tìm được. Cậu hãy mua một con tặng cho mấy chơi đi ha, chắc chắn là ông ấy sẽ cảm thấy rất vui. Chỉ có 30 lượng thôi. Được rồi, tới phòng chi tiêu nhà ta lấy tiền đi. Đa tạ Cao thiếu gia. Cao thiếu gia, bởi vì Ngô gia thôn bị lũ lụt cho nên chúng tôi đã tổ chức quyên quỹ cứu trợ thiên tai. Người quyên góp đều là thương gia quan chức ở trong vùng. Cao gia ở vùng này đức cao vọng trọng. Được rồi. Tới phòng chi tiêu Cao gia ta lấy tiền. Đa tạ Cao thiếu gia. Không có tiền, vậy là ngươi muốn ăn quạch hả? Tôi có đem theo nhưng mà tiền của tôi bị lấy hết rồi. Tiểu nhị, tiền đó ta trả, đừng gây nữa. Đa tạ Cao thiếu gia. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Phải rồi, có chuyện gì vậy? Không biết có chuyện gì nữa. Đừng tưởng có một chút chuyện con này khiến tôi nổi giận. Hôn sự của tôi và A Mẫn vẫn không thay đổi. Người đúng là tiểu nhân. Chạy đi. Hồng Hy Quang, không có chuyện của ngươi. Cút đi. Cao Tiến Trung là huynh đệ tôi, chuyện của đệ cũng là chuyện của tôi. Vậy là ngươi nhất định nhúng tay vào có đúng không? Tôi nhúng tay đó. Vậy thì sao hả? Xông vào đánh hắn cho ta mau. Dạ. Có chừng cẩn thận đó. Sao lại đánh nhau? Tới rồi kìa. Đi. Ê, Thà công tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một tên đành chết chim của ta, một tên thì giúp hắn. Ông nói phải làm sao? Đúng là hỗn sự. Hai người có biết chim của thằng công tử quý hơn mạng sống hai người không mà dám làm nó chết? Người đâu, bắt chúng về nha môn. Dạ. Khoan đã, đề đốc đại nhân, ngài không được phép bắt họ. Sách đồ thống, ông dựa vào đâu muốn tôi thả họ? Cha cậu ấy là người của phủ tướng quân. Người của phủ tướng quân thì sao? Hắn đắc tội với người của phủ đô đốc thì phải bắt. Tôi biết cậu là con nuôi của lưỡng quảng tổng đốc, nhưng chiếu theo luật của triều thanh, người của quân bộ phạm pháp phải giao cho quân bộ xử lý. Đề đốc đại nhân không lẽ không biết chuyện này sao? Thạch công tử, hắn như vậy rõ ràng là không coi tổng đốc phủ ra gì. Đề đốc đại nhân, ăn nói cho cẩn thận. Theo tôi thấy chuyện lúc nãy, ai đúng ai sai trong lòng của Thạch công tử hiểu rõ nhất. Tôi khuyên cậu nếu tha được thì cứ tha, nếu lôi ra công đường cũng không có lợi cho cậu đâu. Được, lần này ta sẽ tha cho ngươi. Nhưng ngươi nghe rõ đây, không phải ta sợ ngươi, ta về nể mặt Đông Mẫn tiểu thư. Cao Tiến Trung, trong lòng ngươi chắc cũng biết rõ. Biết điều thì đừng có giành với ta. Thù hay ở phía sau. Cả ngươi nữa đó. Hai cậu phải cẩn thận, đừng có đụng tới hai người này. Đa tạ sách đô thống.
Thôi mình cũng đi đi. Cầu Tiến Trung đi. Hồng Hy Quang vừa gặp đã thấy đệ đánh nhau rồi. Thật ra đệ và A Mận đã có hôn ước. Thạc Thác có quyền gì dành với đệ chứ? Thạc Thác, hắn nghĩ mình là con trai nuôi của Lưỡng Quảng tổng đốc, cho nên hắn đã dạm hỏi với cha muội mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng bị cha muội từ chối. Vậy thì không sao rồi. Nếu đệ và A Mận thành thân rồi, Thạc Thác sẽ không làm được gì nữa. Mặc dù một Lý Bố là Lưỡng Quảng tổng đốc, nhưng mà cha muội cũng là trú phòng đại tướng quân mà. Quỳnh nghĩ bọn họ sẽ không dám làm càn đâu. Chuyện này Quỳnh hỏi Tiến Trung đi. Tiến Trung mà, Quỳnh thực sự không hiểu. Xét tuổi tác đều cũng nên thành hôn rồi. Xét tài sản, Cao gia của đệ giàu có một vùng. Gia của A Mẫn cũng không chơi đệ là người Hán. Tại sao đệ vẫn chần chờ không lấy A Mẫn chứ? Khi Quang, thật không dám giấu, từ hai năm trước sau khi cha đệ qua đời thì việc làm ăn của Cao gia cứ tụt dốc, thậm chí bây giờ nợ nần rất nhiều. Bây giờ đệ đành phải tìm đủ mọi cách để chèo chống Cao gia. Đệ là hậu nhân của Cao gia, phải lấy lại danh tiếng cho Cao gia. Nói vậy bởi vì chuyện này cho nên đệ kéo dài hôn sự sao? Thật ra đệ không muốn A Mẫn bị người Mãn coi thường. Đệ muốn cổ nở mày nở mặt khi thành thân với đệ. Tiến Trung, muội cam tâm tình nguyện mà, muội không quan tâm người khác nghĩ gì. Quỳnh thực sự không hiểu hai người đó, tình tứ yêu thương nhau như vậy. Tóm lại cho dù thế nào Quỳnh cũng đứng về phía đệ. Tiến Trung nè, tổng đốc phủ đi đường nào? Hai vị đi phía sau thành quẹo trái, men theo đường hỏi thăm là sẽ biết thôi. Hi Quang, Quỳnh đi lâu mới trở về, về bằng hữu này nhất định phải tẩy trần cho Quỳnh biết được. Vào tối nay sao Quỳnh đợi câu này của đệ đó. Trời ơi, để coi rồi. Ok, đúng rồi, hay quá. Đó, tài trung đó nha. Wow, trời ơi, hay quá. Hay, hay. Trời ơi, khỏe thiệt quá. Chị Hương thân mau tới coi đi. Đến trên lầu uống trà, không cần đi cầu thang. Vừa nhanh vừa tiện luôn đó. Đủ mạnh không vậy? Sẵn đưa mấy người lên rung tay rồi để té xuống thì sao? Sức mạnh của hắn mạnh hơn trâu bò gấp 10 lần. Nếu không tin, Quỳnh thử đi. Có thật không vậy? Vậy tôi thử mới được nha. Hay lắm. Hay quá. Bạn sinh à, công tử tới uống trà sao? Thật đúng lúc. Thử ngồi lên ghế đó đi. Muốn lên là uống trà, không cần nhọc bước của công tử. Công tử ngồi lên sẽ được nhanh chóng đưa lên trên đó. Thật là thú vị lắm đó. Công tử thử đi. Con trâu này từ đâu tới vậy? À, hôm đó tôi thấy hắn bán sức trên đường, và còn một lần xách giùm ngũ thuốc bao gạo mấy trăm cân, sức mạnh vô song, nên tôi mới nghĩ ra trò chơi này để thu hút nhiều khách hơn đó. Hai người đi thử cho ta coi. Dạ, thưa dạ. Hay, hay quá. Hay. Hay quá vậy. Hai người luôn kìa, sao được. Để con xã. Mày nói gì? Để coi được không? Trời ơi, tôi hay quá. Có khỏe luôn chứ. Con làm gì, để thật chứ. Trời ơi, đưa lên luôn. Hay quá. Ôi trời ơi, chạy đi, chạy đi. Ê, ngươi không biết tiền sao? Ngươi tên là gì? Đồng Thiên Cân. Đồng Thiên Cân. Quốc Phá Sơn Hà Tại. Cảm thời vẫn phải đọc thêm sách mà. Tối nay cần phải ôn luyện lại đã. Quốc Phá Sơn. Bánh bào nóng. Bánh bào nóng đây. Bánh bào nóng. Nè, Mục Dương Phủ đi đường nào? Thật vô lễ. Quốc Phá Sơn Hà Tại. Xích Long.
Sư Quân à, phía trước hết đường rồi. Sao lại như vậy? Tên tiểu tử thúi đó trêu được chúng ta. Xích Long. Long, không ngờ phái Võ Đàng cũng là tay sai của triều đình. Vì dám sỉ nhục Võ Đàng bọn ta. Xích Long đại hiệp à, tiểu đệ Hồng Huy Quang vốn nghe danh ngài đã lâu. Cậu thanh niên đừng gây thêm chuyện nữa, đừng theo ta nữa. Đại hiệp à, hiếm lắm hôm nay mới có được dịp may để tôi gặp được ngài. Tôi muốn... Cậu muốn gì hả? Bái ngài làm sư phụ. Không được. Đại hiệp à, ngài sợ thực chất tôi thấp sao? Điều này ngài cứ yên tâm đi. Không nói nhiều nữa, tôi muốn dạy đường cho ngài coi nha. Động tư thỏ, đứng như hạt, nhanh như gió. Nhẹ như lá, nặng như sắt. Không cần đánh nữa. Đại hiệp, ngài thấy như môn bác lộ quyền thế nào? Tầm thường không hiếm thấy, linh hoạt quan trọng nhất. Lực bất đả quyền, cảnh giới cao nhất của võ công là ở ý không ở hình. Vậy mới có thể phát huy được quy lực lớn nhất của võ công. Ở ý không ở hình. Đại hiệp à, đúng là ý kiến của cao thủ. Hình như tôi hiểu được một chút rồi. Nhớ rõ, không được tiết lộ chuyện đêm nay với bất kỳ ai. Tôi biết rồi, ngài cứ yên tâm đi đại hiệp. Hồng Hiên Quang là người biết giữ chi tính. Vậy ngài nhận tôi làm đệ tử nha. Ta chưa bao giờ nhận đệ tử. Ê, đại hiệp à, giữ chữ tính cũng không nhận. Ở ý không mở hình. Tiểu Quang. Con... Mẹ làm gì vậy? Con còn không hiểu sao? Hai người làm gì vậy? À, không có gì. Chuyện sâu xa lắm. Sâu xa cỡ nào? Đây chính là ở ý không ở hình. Chiêu thức cổ quái này ai dạy con? Là một cao nhân, võ công cao cường. Bà chúng ta đánh cũng không lại. Chúc cha ngủ ngon, chúc mẹ ngủ ngon. Nè nè, con nói cái gì mà ở ý không ở hình? Tóm lại cha không hiểu đâu. Tình quái lạ lùng. Nè ông chủ à, phiền ông làm cho tôi 30 thanh đao đơn, tất cả đều phải nặng 8 cân. 20 thanh kiếm phải nặng tới 5 cân. Tôi cần dùng chúng để mở cho quán, nhớ làm tốt nha. À còn nữa. Ê nè, khoan đã. Tôi là Hồng Hy Quang nè, huynh nhớ không? Người lên trước qua cầu đó. Còn dần tôi lúc đó qua cầu đạp vào chân của huynh sao? Nhớ lần đó hả, huynh đánh đám lính thành đó tan tác hết. Thật khiến cho người ta mắc dạ. Đừng đi nhanh như vậy, nghe tôi nói hết đã. Tôi muốn mở võ quán, muốn tìm người phụ giúp tôi nè. Cao phụ, huynh muốn lấy bao nhiêu tiền? Nè, muốn làm gì vậy? Trời ơi, hắn làm gì vậy? Tưởng ngươi 10 lượng trước. Nè, đánh ra đi. Nếu Thác Bản Hiệu đã xuống cho ta, cho ngươi 20 lượng. Tiến Trung. Chặt đứt tay hắn 30 lượng. Ôi trời ơi. Hay quá. Đúng rồi đó. Chẳng phải nó hiểu gì còn biết nữa. Hay quá. Thằng khách, rốt cuộc ngươi muốn gì đây? Kẻ nghèo nàn vẫn còn muốn giành A Mẫn với ta sao? Ta nói thẳng cho ngươi biết, ngươi không có được A Mẫn đâu. Bởi vì bổn công tử là người bác kỳ cao quý, còn ngươi thì chỉ là tên hán cẩu nghèo nàn. Nè, đừng có hở ra nói người ta hán cẩu. Không muốn làm hán cẩu cũng dễ thôi. Nè, Cao Tiến Trung, hôm nay ta tới bởi vì muốn giải quyết cho xong chuyện giữa ta, ngươi và A Mẫn.
Nếu như ngươi chịu tỉ võ với hắn và đánh bại được hắn, ta hứa với ngươi sau này không xen vào hôn sự của ngươi và A Mẫn, cũng không gọi ngươi là hán cậu. Không dám sao? Không dám thì chịu làm hán cậu đi. Hán cậu thì không để được A Mẫn đâu. Được, ta chấp nhận. Tiến công à, con điên rồi sao? Con nhìn hắn đi, hắn khỏe mạnh như vậy, con không phải là đối thủ đâu. Hey, con nghe lời ta đi, con là cửu đại đơn truyền của Cao gia, lỡ có bất trắc gì phải làm sao hả? Dạ dạ, hắn đòi tháo băng hiệu của Cao gia đó. Mặc dù là vậy nhưng con không đánh lại hắn đâu. Con nghe tao nói, đừng có đánh hắn. Đã nói các ngươi là hán cậu rồi. Thật thật, ta đánh thay huynh ấy. Hi Quang, sao ngươi lại phải đánh thay hắn? Đừng có nói nhảm nữa. Nếu như ta đánh thắng, ngươi là thanh cổ, có chịu không? Không thì thôi. Được, nhất ngôn cửu đỉnh, cho hắn ký giấy sinh tử đi. Wow. Dạ thiếu gia. Hi Quang, huynh không cần nghĩ đâu, chỉ là con trâu thôi, chuyện dễ thôi mà, đưa đây. Nhưng để cho hắn không thể đi kiếm chuyện nữa, trông mắt lên coi đi. Thật thật, thiếu gia. Hồng Hi Quang, ngày mùng 1 ở Đông Giáo Trường chính là nơi chôn thi của ngươi. Đừng quên đem theo quan tài đó nha. Nè, đi chứ, cũng hết đi. Đi đi đi. Thôi thôi, đi thôi mà lên. Con đứng lại. Bây giờ cả thành đều biết tới Hồng Hy Quang, con nổi tiếng rồi. Con không hiểu cha đang nói gì. Ai cho con tỉ võ với người ta? Có ba lý do. Thứ nhất, con chiến đấu vì dân tộc. Người Hán không thể để người Kỳ chửi là Hán cậu. Thứ hai là con đánh vì bạn bè. Nếu như con đánh thắng, tha thác không can thiệp vào chuyện của Tiến Trung và A Mẫn nữa. Thứ ba, đánh vì bản thân con. Con muốn mở võ quán, nhất định phải dương danh thiên hạ. Ta cũng có ba lý do không cho con tỉ võ. Thứ nhất, con bất hiếu. Thân thể tóc da có từ cha mẹ, nếu bị tổn hại đã là không đúng, huống chi đây là cuộc đấu sinh tử. Thứ hai, con nông cạn, con tưởng đánh thắng rồi thì có thể trút giận cho người Hán. Thật ra cho dù con đánh thắng hay thua, chỉ có khơi lên thù hằn dân tộc, làm tăng thêm thù hận giữa Mãn Hán. Thứ ba, con không biết lượng sức. Đối thủ của con là Đồng Thiên Cân, người đúng như tên có sức mạnh ngàn cân. Con đánh với hắn cũng giống như lấy trứng chọi đá, chắc chắn chỉ có con đường chết. Cha nói con không đúng chút nào cả. Cách nghĩ của chúng ta giống như rất khác nhau. Con không tin là con sẽ thua hắn. Dù thế nào ta cũng không cho con đi. Nếu con nhất định đòi đi, ta vẫn có cách để ngăn cản con. Cái gì? Sao phải quỷ cuộc tỉ võ? Có cần phải như vậy không hả tướng quân? Nhất định cần phải như vậy, Mục đại nhân. Bổn tướng quân cho rằng bất kể ai thắng ai thua đều sẽ khơi dậy mối thù hằn giữa người Mãn và người Hán. Từ xưa tới nay người Hán vốn đều không phục chúng ta. Nhà Thanh chúng ta lấy võ lập quốc, đúng lúc nên mượn cơ hội này làm giảm nhuệ khí của họ. Hồng Tổng giáo đầu, ông nói có đúng không? Mục đại nhân, theo ý của ty chức, nghĩa phụ tôi không hỏi ý kiến của ông, chỉ hỏi ông là có đúng hay không. Mục đại nhân, tôi tin là hòa thuận với nhau vẫn tốt hơn thù hằn với nhau. Được rồi, được rồi. Tôi biết là ông lại muốn nói với tôi những câu như Mãn Hán một nhà gì đó. Đúng vậy, Mãn Hán là một nhà, người Mãn là chủ, người Hán chỉ là đầy tớ thôi. Đúng vậy. Đồng Thiên Cân là người Hán, cứ để cho người Hán đánh người Hán đi, không liên quan tới người Mãn chúng ta. Mục đại nhân à. Ê, được rồi, ông đừng nói nhiều nữa. Quyền quyết định cuộc tỉ võ đó toàn bộ ở trong tay của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không hủy bỏ. Chỉ bằng ông cứ quan tâm tới chuyện quân chính của ông đi. Nghĩa phụ tôi không chỉ ủng hộ cuộc tỉ võ này, còn cho phép người dân đặt cược, cược ai thắng ai thua nữa. Đá Dương Hổ Trận, Giả Mã Phân Tông. Tướng quân Trạm Kiếm, Địa Chiến Sư Phản, Kinh Dân Quá Hải, Hộ Đối Đuôn Dê. Tiến Trung à, thấy bộ quyền này quy lực thế nào? Mạnh như hổ, nhanh như chớp, bạo như sấm, quyết định đánh thắng Đồng Thiên Cân. Quả nhiên đệ có lòng tin với huynh. Quan phủ đã phê chuẩn cho người dân đặt cược, cược thắng thua giữa huynh và Đồng Thiên Cân. Thật hả? Nhưng mà người mua Đồng Thiên Cân thì 1 tháng 2, còn mua huynh thì 1 tháng 10.
Nhưng đệ Sa Mưu Quynh, là một tháng 10, không những còn giúp được người Hán trút cơn giận, thắng được tiền, còn có thể giúp đệ và A Mẫn nữa. Mặc kệ là cược thắng bao nhiêu, Quynh nhất định sẽ thắng. Tiến Trung, Quynh nghĩ là Hiêu Quang có thắng được không? Quynh cũng không biết, nhưng cũng phải khích lệ Quynh ấy một chút. Nếu bây giờ nói Quynh ấy không ổn, không phải tình hình càng tệ sao? Đặt đi. Đồng Thiên Cân, Thiên Cân, từ nghe Nam Nhi chết cũng không cúi đầu không? Sao Quynh không có khí phách vậy? Muốn làm tay sai cho người Mãn, cho dù là Quynh thắng hay thua cũng sẽ bị người ta quyền rủa. Không liên quan tới Quynh. Mẹ à, Thiên Cân à, phải bạn con tới chơi không? Mau mời họ ngồi đi con. Mẹ, mẹ ăn cháu đi. Được rồi con. Xin lỗi nha, tôi là một bà mù, không tiếp đãi chu đáo. Cậu tên là gì vậy? Bá Mẫu à, con họ Hồng, tên Hi Hoa. Là Hồng công tử. Cậu là bạn thân của Thiên Cân nhà chúng tôi đúng không? Cậu làm ơn khuyên Thiên Cân giùm tôi. Nói nó kiếm tiền thì cứ kiếm, nhưng mà đừng có liều mạng quá. Đứa con này của tôi rất là hiếu thảo. Căn nhà này là nó liều mạng kiếm tiền về đây xây đó. Gia đình chúng tôi nghèo khó, chưa từng có chỗ để che mưa che gió. Tôi hy vọng trước khi tôi trăm tuổi về trời, có được một căn nhà để che nắng che mưa. Vì muốn hoàn thành tâm nguyện của tôi, nó không ngại cực khổ. Hồng công tử, Hồng công tử. Mẹ đừng như vậy mà. Con coi đi, là mẹ con lo lắng tới như vậy. Bây giờ một tổng đốc nhất định đòi tỉ võ, lỡ con xảy ra chuyện gì, mẹ con phải làm sao? Tiểu Hoàng, con phải hứa với mẹ, con nhất định phải thắng, phải đánh gãy chân của hắn. Con phải hứa với mẹ là phải trở về đó. Ôi trời ơi, sắp tới giờ mua đồng tiền. Tôi đặt nữa. Rồi đặt đi qua. Tôi đặt nữa. Cho tôi đặt với. Tôi đặt với. Come on.